Đúng 30 Tết, năm con giáp khổ tận cam lai, vượt qua mọi chông gai đón tiền tài sung tú trả sạch nợ nần dầu nước đổ đổ vách sau một đêm. Quý vị thân mến, năm hết Tết đang đến, người người nhà nhà đang háo hức để lo toan công việc, buông nòng bán thúng sắm sửa mọi thứ, để chào đón năm mới với hy vọng vạn sự như ý, phú quý bình an, tấn tài tấn lộc tấn giàu sang. Nhưng cũng còn không ít người đang chật vật với nợ nần túng thiếu, nỗi lo không có Tết, dù cả năm qua đã vật lộn, đã cố gắng đã chắc chiêu dành dụm. Thấu ý trời, hiểu ý người, mà thần tài báo mộng đúng 30 Tết, sẽ có năm con giáp bỗng nhận lộc trời cuối năm, trúng số độc đắc, làm ăn thuận buồm mát mái, buôn mày bán đất nhận thưởng Tết hậu hĩnh, mà trả sạch nợ nần về quê ăn Tết to nhất làng, hân hoan chào đón năm mới, vượt qua khổ ải đến hồi Thái Lai. Vậy đó là con giáp nào? Thì xin mời quý vị cùng lắng nghe video dưới đây của Tài Lộc TV quý vị nhé! Vị trí số 1, xin chúc mừng tuổi Mùi, ngày 30 Tết hốt vàng hốt bạc ăn Tết giàu nhất làng. Trong cuộc sống, ta có thể bắt gặp một số người có tính tình rất lạc quan, phóng khoáng, họ chẳng bao giờ so đo được mất, cũng như chẳng bao giờ cố gắng bằng được để làm bất cứ việc gì. Người tuổi Mùi rất thông minh và tỉnh táo, họ luôn ý thức được rằng mình nên đối diện với một việc bất kỳ như thế nào. Họ biết rằng trong trường hợp này, mình nên làm thế nào mới là tốt, làm thế nào mới mang lại lợi ích, cũng như làm thế nào sẽ gây thiệt hại cho bản thân và người khác. Thực chất con giáp này cũng là một người xem trọng lợi ích, nhưng một khi họ đã nhận thức rõ được tất cả mọi điều rồi thì họ sẽ có cái nhìn lạc quan, phóng khoáng hơn, không còn cân nhắc hơn thua quá nhiều nữa. Tính cách hào sảng của họ khiến rất nhiều người xung quanh ngưỡng mộ, đồng thời được lòng những người có địa vị cao. Đây là lý do tuổi Mùi luôn đạt được những vị trí cao trong công việc mà không cần ganh đua quá nhiều. Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi tính cách hiền lành, dễ gần. Họ chăm chỉ học tập, làm việc và rất cầu tiến. Trong công việc, họ thể hiện mình là người có trách nhiệm, dám làm, dám chịu. Trải qua một năm với nhiều biến cố, khó khăn và trắc trở, đến cuối năm, công việc của họ khởi sắc không ngờ. Vận xui tan đi, vận may gõ cửa. Cuối năm nay, con giáp tuổi Mùi gặp được quý nhân và được giúp đỡ rất nhiều trong công việc. Nếu làm công ăn lương, họ sẽ đạt được thành tích tốt, được tuyên dương, khen thưởng. Mọi đề xuất của họ trong thời gian này cũng sẽ được cấp trên chấp nhận. Người làm trồng trọt, chăn nuôi cũng sẽ bắt đầu một mùa vụ mới với kinh nghiệm có được từ mùa vụ trước. Ngoài ra, người tuổi Mùi cũng có thêm cơ hội để học tập, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ. Những người thuộc tuổi Mùi dường như được thần may mắn ưu ái đúng 30 Tết, sự nghiệp và tài lộc đều đạt đến đỉnh cao chưa từng có. Hiệu quả công việc của họ luôn thu hút được sự chú ý của lãnh đạo, với khả năng vượt trội và sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Họ đã được bề trên ghi nhận và khen ngợi, họ sẽ nhận được nhiều cơ hội thăng tiến và các khoản thưởng hậu hĩnh như là phần thưởng cho sự chăm chỉ của mình. Điều đáng ngạc nhiên là những người sinh năm Mùi cũng có thể hy vọng trúng số hoặc nhận được tài sản, phần thưởng bất ngờ đúng 30 Tết và đạt được sự giàu có bất ngờ. Không chỉ tài chính của bạn sẽ dồi dào mà tâm trạng của bạn cũng sẽ sung túc, chuẩn bị tinh thần đón Tết an vui. Được cục diện tam hợp thái tuế che chở, người tuổi Mùi gây ấn tượng tốt đẹp với mọi người bằng sự nhiệt tình và thân thiện của mình. Bạn sẵn sàng bắt tay vào bất cứ công việc gì, đặc biệt là hăng hái giúp đỡ người khác để chuẩn bị đón Tết sang. Việc này cũng giúp bạn hình thành những mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Chẳng những vậy, tài lộc ở thời điểm này cũng khá vượng, là niềm động viên không nhỏ cho tuổi này sau những nỗ lực bền bỉ trước đó. Đây là thời điểm thích hợp để người làm ăn, kinh doanh mạnh tay tiến hành các kế hoạch đầu tư của mình. Nhờ vậy, tiền thu về đầy tay, tài lộc ùn ùn đổ về nhà, Tết này tha hồ mà phát tài phát lộc. Tuy nhiên ngày một thổ xung khắc nên nhân duyên không quá vượng. Chuyện tình cảm của con giáp này không có thay đổi đáng kể. Đặc biệt, người độc thân có lẽ vì quá cố chấp với một hình mẫu nào đó mà chưa tìm được người như ý. Bạn cần học cách chấp nhận thực tại nhiều hơn. Cầu quyết cho các tuổi Mùi, đúng 30 Tết. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, gây ấn tượng tốt đẹp với mọi người bằng sự nhiệt tình và thân thiện. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, sẵn sàng bắt tay vào bất cứ công việc gì, hăng hái giúp đỡ người khác. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, tài lộc vượng, là niềm động viên không nhỏ sau những nỗ lực bền bỉ. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, người làm ăn, kinh doanh có thể mạnh tay tiến hành các kế hoạch đầu tư. Tử vi tuổi Quý Mùi, Mộc, nhân duyên ảm đạm,
tình cảm không có thay đổi đáng kể. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 5 sao, giờ tốt 5 giờ đến 7 giờ, màu sắc các tường xám, trắng, quý nhân phù trợ Mão, Tỵ, con số may mắn 73, 91, 20. Thưa quý vị, tài phú của một người ngàn vạn lần không thể lớn hơn công đức, công lao và đức hạnh của bản thân người ấy. Được thì phải mất, đó là đạo lý bất biến trong đời người. Khi một người bỏ ra công lao bao nhiêu thì sẽ có được thu hoạch bấy nhiêu. Nếu tài phú của một người mà lớn hơn công đức của người ấy thì chính là đang đầu cơ trục lợi, không làm mà hưởng, kết cục chính là dẫn đến tai họa. Người xưa chú trọng đạo lý nhất phân canh vân nhất phân thu hoạch, một phần cày cấy, một phần thu hoạch. Tài phú mà chúng ta có thể có được đều là phải dựa vào sự trả giá của chính bản thân chúng ta. Nhưng trong xã hội ngày nay ngày càng có nhiều người vì kiếm lợi mà không từ một thủ đoạn nào, làm giả ăn thật. Khi công đức của một người không tương xứng với tài phú mà người ấy có được thì sẽ phát sinh việc đức không xứng vị tất có tai ương, tài phú ấy sẽ bị mất đi bằng cách này hay cách khác. Trong cuộc sống hiện thực có không ít trường hợp kiếm tiền thật dễ dàng nhưng cũng nhanh chóng tán gia bại sản. Đó chính là bởi công đức không đủ, không thể tránh khỏi tai ương. Điều này cũng chính là đạo lý mà cổ nhân răn dạy, hậu đức tái vật, đức dày nâng đỡ được vật, chỉ có đức dày mới tương xứng với tài phú lớn. Vị trí số 2, xin chúc mừng tuổi Hợi, ngày 30 còng lưng cổng vàng, giàu có vô địch thiên hạ. Người tuổi Hợi không so đo tính toán là bởi họ nghĩ rằng điều ấy chẳng mang lại ích lợi gì cho mình. Họ cảm thấy đó là những hành động vô nghĩa, dù giành được cho mình chút tiền bạc hoặc địa vị nhưng lại dễ dàng làm hỏng hình tượng của mình trong mắt người khác. Cho dù có người xâm phạm đến quyền lợi của người tuổi này, khiến người tuổi này phải chịu thiệt thòi, họ cũng sẽ không suy tính quá nhiều, nhất là khi đối phương hoàn toàn vô tình khi làm việc đó. Con giáp không toan tính này có cái nhìn thoáng nên cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc hơn nhiều. Đây chính là lý do mà nhiều người luôn cảm thấy họ là một người rất nhàn tản, thong dong, dù thực chất, họ cũng là một con giáp làm việc nghiêm túc. Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi đa phần thường hiền lành, bao dung và hòa đồng. Người tuổi này thẳng tính, trung thực và biết cảm thông với người khác. Đây là kiểu người hiền hòa, thích đến những chốn quen thuộc hơn là xa lạ. Trong công việc, con giáp này thường có trách nhiệm, nói được, làm được, có tinh thần hợp tác. Tuy không phải là người giỏi nhất nhưng con giáp này làm việc gì cũng chăm chỉ, cầu tiến và tận tâm. Đúng vào đêm 30 Tết Quý Mão, tài vận của con giáp tuổi Hợi tăng lên nhanh chóng. Những tin vui sẽ đến với họ và người thân trong gia đình. Người tuổi này làm ăn phát đạt, doanh số tăng lên, tích lũy được nhiều của cải. Trong khi đó, người làm công ăn lương nhờ làm việc chăm chỉ nên đạt thành tích tốt, được cấp trên ghi nhận. Con giáp này có thêm lương làm tăng ca, làm thêm giờ nên thu nhập dư giả hơn trước. Là tuổi may mắn đúng 30 Tết, Hợi đã thăng tiến trong sự nghiệp và tài chính đúng ngày 30 Tết âm lịch, bạn sẽ tiếp tục gặp nhiều may mắn. Trong giai đoạn này, những người thuộc tuổi Hợi nên nắm bắt cơ hội, phát huy hết tài năng của mình, đồng thời đặt nền tảng vững chắc hơn cho tương lai của bản thân trong năm mới từ bây giờ. Nếu chủ động, bạn có thể có cơ hội thăng tiến hoặc tăng lương. Về tài lộc, những người thuộc tuổi Hợi cũng sẽ có thu nhập dồi dào, vừa có tiền lương kịp tiêu Tết lại có thêm tiền thưởng từ các công việc tay trái hoặc được thưởng nóng bất ngờ. Đồng thời, trong những ngày qua, vận may tình duyên của người tuổi Hợi cũng rất mạnh mẽ. Những người còn độc thân có hy vọng gặp được tình yêu của đời mình qua bữa tiệc cuối năm hoặc được người quen mai mối. Tam hợp cục xuất hiện trong vận trình ngày 30 Tết của người tuổi Hợi là điềm báo bản mệnh dễ dàng đón nhận nhiều hỷ sự. Các mối quan hệ xã giao tiến triển tốt đẹp. Bản mệnh có thể tranh thủ hôm nay để đi chúc Tết sớm cấp trên, đồng nghiệp, nhất định sẽ tạo được ấn tượng tốt trong mắt nhiều người. Tài lộc ở thời điểm này không có gì phải lo lắng khi các khoản thưởng Tết của bạn khá hậu hĩnh. Bên cạnh đó, con giáp cũng khá mát tay trong các nghề tay trái nên liên tục xin lời, tài vận khấm khá. Nhìn chung bạn có thể thoải mái sử dụng tiền theo ý muốn của mình. Trong chuyện tình cảm, con giáp dành nhiều thời gian cho gia đình. Bạn và người ấy sau thời gian khó khăn do không tìm được tiếng nói chung này đã biết cách thông cảm và thấu hiểu cho nhau. Người độc thân có thể tìm được đối tượng như ý, càng khiến không khí vui tươi của ngày Tết thêm ngập tràn. Cầu quyết cho các tuổi Hợi đúng 30 Tết. Tử vi tuổi Ất Hợi, Hỏa, đón nhận nhiều hỷ sự, các mối quan hệ xã giao tiến triển tốt đẹp.
Tử vi tuổi Đinh Hợi, Thổ, có thể tranh thủ hôm nay để đi chúc Tết sớm cấp trên, đồng nghiệp. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, Mộc, tài lộc không có gì phải lo lắng, thoải mái sử dụng tiền theo ý muốn. Tử vi tuổi Tân Hợi, Kim, các cặp đôi biết cách thông cảm và thấu hiểu cho nhau. Tử vi tuổi Quý Hợi, Thủy, người độc thân có thể tìm được đối tượng như ý. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Giờ tốt từ 17 đến 19 giờ. Màu sắc các tường: đen, trắng. Quý nhân phù trợ: Thân, Tỵ. Con số may mắn: 45, 16, 78. Thưa quý vị, danh tiếng của một người ngàn vạn lần không thể lớn hơn thực lực của chính người ấy. Một khi danh tiếng lớn hơn thực lực thì chính là hữu danh vô thực, lúc ấy chính là lừa đời lấy tiếng, mua danh chuộc tiếng và sẽ dẫn đến tai họa. Xã hội hiện đại, rất nhiều người đều truy cầu danh tiếng bởi vì sự ảnh hưởng của danh tiếng là rất lớn. Khi một người có danh tiếng thì sẽ dễ làm việc, dễ hợp tác, thậm chí còn được người khác tôn sùng. Danh tiếng là một loại tài phú. Khi thực lực của một người không tương xứng với danh tiếng mà người ấy đang có, điều đó cũng có nghĩa là người ấy đang sử dụng và tiêu hao phúc báo của chính mình. Khi phúc báo của người ấy cạn kiệt dần thì tai ương cũng dần dần kéo đến. Cho nên, khi danh tiếng của chúng ta không ngừng tăng lên thì chúng ta phải không ngừng làm tăng lên thực lực của chính mình. Hơn nữa phải luôn luôn ghi nhớ rằng tốc độ tăng lên của thực lực cần phải nhanh hơn tốc độ tăng lên của danh tiếng. Khi một người có thể làm được như vậy thì mới có thể tránh được tai ương, không ngừng hướng đến thành công hơn nữa. Vị trí số 3, xin chúc mừng tuổi Tuất, ngày 30 Tết tưng bừng đón lộc, đón Tết phát tài giàu sụ. Người tuổi Tuất thường tạo cho người ta ấn tượng họ rất hiền lành hòa nhã, chẳng bao giờ cạnh tranh gay gắt để chiếm bằng được thứ gì. Họ cho rằng có những thứ thoạt mình bắt mắt, nhưng nếu cứ tranh giành bằng được thì đến khi về tay mình, chưa chắc đó đã là thứ mình thực sự cần. Con giáp không toan tính này biết rằng trong cuộc sống có rất nhiều thứ khác đáng để yêu thương và trân trọng. Vì vậy, họ thường có cái nhìn rất cởi mở và lạc quan, không bao giờ dồn hết tâm trí cho điều gì cả. Nếu việc tranh giành một điều gì đó có thể gây nên sự tổn thương cho những người họ yêu mến thì họ sẽ chủ động lựa chọn từ bỏ ngay. Tính cách này của họ khiến họ nhận được sự tin tưởng và quý mến của tất cả mọi người. Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất luôn giàu nhiệt huyết và quyết đoán. Họ cũng là người sống chân thành, có sao nói vậy. Con giáp này biết đối nhân xử thế, rất giỏi trong việc giải quyết các mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau. Họ đồng cảm và thường đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ. Đúng vào đêm 30 Tết, người tuổi Tuất sẽ có tin vui đến cửa, tài lộc đến nhà. Con giáp này có thêm công việc, dự án nên tăng thêm thu nhập. Người làm kinh doanh cũng buôn may bán đắt, gặp nhiều khách hàng, đối tác làm ăn đáng tin cậy. Nếu biết nắm giữ đúng cơ hội, người tuổi này phất lên không ngừng, thành đạt trong công việc. Tuy kiếm được nhiều tiền nhưng con giáp này cũng cần tiết kiệm tiền, đừng phung phí quá đà. Trong thời gian vài tháng tới, công việc làm ăn của người tuổi này rất thuận lợi. Lục hợp cục mang tới các khí ngập tràn cho người tuổi Tuất trong ngày 30 Tết này. Ngày hôm nay, dù không phải làm việc nhưng bản mệnh vẫn có những khoản thu hoạch đáng kể. Có thể là được người khác lì xì sớm hoặc một dự án đầu tư trước đây bất ngờ thành công sớm hơn dự kiến. Đây quả là tin vui trong ngày 30 Tết này. Vận trình tình cảm hài hòa, bản mệnh điềm đạm, biết cách cư xử nên không khí gia đình ngày cuối năm vui vẻ, hạnh phúc viên mãn. Cả năm bận rộn, đi nhiều rồi, bạn nên dành thời gian cho gia đình trong ngày cuối năm này, những buổi tụ tập bạn bè còn rất nhiều thời gian. Với người độc thân, đào hoa thắm sắc đang đứng về phía bạn. Con giáp này nên tận dụng cơ hội để bày tỏ tình cảm của mình. Tết là dịp vui, đừng để những cảm xúc khó nén trong tim dằn vặt khiến bạn ủ rũ cả ngày dài. Cầu quyết cho các tuổi Tuất đúng 30 Tết. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa, các khí ngập tràn, có những khoản thu hoạch đáng kể. Tử vi tuổi Bính Tuất, Thổ, có thể được lì xì sớm đầu tư thành công sớm hơn dự kiến. Tử vi tuổi Mậu Tuất, Mộc, vận trình tình cảm hài hòa, không khí gia đình vui vẻ. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, nên dành thời gian cho gia đình trong ngày cuối năm. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, người độc thân nên tận dụng cơ hội để bày tỏ tình cảm. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao. Giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ. Màu sắc các tường: vàng, xám.
quý nhân phù trợ, Dần, Ngọ. Con số may mắn 07, 96, 34. Thưa quý vị, địa vị của một người không nên lớn hơn sự cống hiến, đóng góp của người đó. Khi địa vị của một người rất cao nhưng sự đóng góp, cống hiến của người ấy lại không đủ thì nhất định sẽ khiến mọi người xung quanh không phục, sinh ra đố kỵ, thậm chí mưu tính để hãm hại cho hả giận. Ở bất kỳ thời đại nào, hoàn cảnh nào cũng vậy, người được đánh giá cao, có địa vị lớn phải là người có đóng góp lớn. Chỉ có như vậy thì mới có thể thu phục được lòng người, mới được mọi người ủng hộ, mới có thể tại vị một cách an ổn, vững vàng và lâu dài. Tuy nhiên ngày nay rất nhiều người vì muốn có được địa vị cao, chức quyền lớn mà không từ hết thảy thủ đoạn, thông đồng làm chuyện sằng bậy, a dua su nịnh mà quên mất không tự hỏi bản thân có cống hiến đủ hay chưa. Những người như thế nhất thời có thể đạt được mục đích của mình nhưng nhất định sẽ bị hạ bệ trong một ngày không xa. Vị trí số 4, xin chúc mừng tuổi Sửu, ngày 30 Tết ôm trọn vận may, đếm tiền mỏi tay, đón Tết phát tài phát lộc. Người tuổi Sửu có cái nhìn rất thoải mái về tiền bạc và danh lợi, chính vì vậy mà họ chẳng bao giờ cố chấp theo đuổi những điều ấy. Họ cho rằng đó đều là những vật ngoài thân, khi còn sống cứ cố gắng hết sức thì đến khi chết đi cũng chẳng mang theo được. Tuy nhiên, họ lại thường là con giáp giàu từ trẻ. Ngoài tiền tài và danh vọng, tuổi Sửu cảm thấy mỗi người còn có những điều quý giá đáng được trân trọng hơn, ví dụ như tình cảm, suy nghĩ, lý tưởng, những đức tính. Nếu có được những điều ấy thì cho dù cuộc sống chỉ đạt ở mức trung bình thôi, họ cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Họ sẽ chẳng bao giờ so đo tính toán bất cứ điều gì mà luôn giữ tinh thần lạc quan để cuộc sống trở nên dễ thở và hạnh phúc hơn. Người tuổi Sửu thực sự gặp nhiều may mắn và may mắn đúng 30 Tết, họ gặp được đủ loại may mắn và sống một cuộc sống thịnh vượng. Họ hiểu rõ khả năng, tiềm năng của mình và sẽ chủ động tìm tòi, phát triển thế mạnh của mình. Đồng thời, đường số cũng cần chú ý đến sức khỏe thể chất và tinh thần của mình, duy trì thái độ tích cực với cuộc sống và các mối quan hệ tốt đẹp giữa các cá nhân để đón chào một vận may từ 30 Tết đang mang tới cho mình trước khi đón năm mới 2024. Sự giàu có của người tuổi này đến từ sự chăm chỉ nên ngay cả trong dịp cận Tết Nguyên Đán, nhiều lời mời làm việc hoặc cơ hội cho những dự án chưa hoàn thành vẫn sẽ đến. Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu vốn nói ít, làm nhiều. Họ cũng không giỏi thể hiện quan điểm của bản thân nên dễ bị hiểu lầm. Thời gian gần đây, con giáp này chịu ảnh hưởng của hai sao hung tinh nên buồn nhiều, vui ít. Dù trong công việc, họ đã có cố gắng nhưng lại không được ghi nhận. Do mắc sai sót nên những thương vụ của họ cũng không được như ý. Đúng đêm 30 Tết Quý Mão, người tuổi Sửu có hai sao may mắn chiếu mệnh, vận khí của họ tăng lên. Họ có sự phát triển vượt bậc trong sự nghiệp thời điểm này. Nếu làm công ăn lương, con giáp này sẽ đạt được thành tích xuất sắc. Người làm kinh doanh thì tìm được nguồn hàng tốt, bạn làm ăn hữu hảo nên doanh số cứ tăng lên từng ngày. Ngoài ra những khoản đầu tư của họ trước đây đã bắt đầu sinh lời. Xem tử vi hàng ngày 30 Tết của 12 con giáp, người tuổi Sửu gặp tỷ kiên chiếu mệnh. Dự báo ngày 30 Tết của bản mệnh diễn ra khá êm đềm. Hầu hết các công việc đều được bản mệnh sắp xếp đâu vào đấy hoặc để dành ra riêng thực hiện nốt. Thời gian này bạn chỉ muốn tập trung vào kế hoạch đón Tết cùng gia đình. Với những người làm ăn kinh doanh thì đây là thời điểm con giáp này có thể phải vội vã hơn nhưng đổi lại vận tài lộc rất sáng giúp tinh thần cũng khá tốt, hào hứng và tràn đầy niềm hy vọng. Ngày cuối cùng của năm Quý Mão vẫn thu về lợi nhuận, bạn quả thực đang đi rất đúng hướng. Tuy nhiên, ngày này có ngũ hành xung khắc nhắc nhở con giáp này nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói, tránh để cho người khác hiểu lầm mà ảnh hưởng tới không khí gia đình. Mối quan hệ của những người độc thân sẽ cần được xem xét thận trọng và đừng quá vội vàng quyết định khi chưa hiểu rõ về một ai đó. Cầu quyết cho các tuổi Sửu đúng 30 Tết. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, vận trình êm đềm trong ngày 30 Tết, sắp xếp công việc đâu vào đấy. Tử vi tuổi Đinh Sửu, Thủy, không có gì phải bận tâm, tập trung đón Tết cùng gia đình. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, người làm ăn kinh doanh vội vã hơn nhưng tài lộc rất sáng. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, tinh thần khá tốt, hào hứng và tràn đầy niềm hy vọng. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, nên thận trọng trong lời ăn tiếng nói, tránh gây hiểu lầm. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc các tường: vàng, xám. Quý nhân phù trợ: Mùi, Thân. Con số may mắn:
64, 91, 83. Thưa quý vị, khi chức vị của một người quá cao mà khả năng, năng lực lại không đủ, điều đó có nghĩa là người ấy đang thực thi các quyền lực vượt quá khả năng của mình và cũng chính là đang tạo tiền đề cho sự sụp đổ của chính người ấy. Trong xã hội, rất nhiều người theo đuổi quyền cao chức trọng nhưng lại không muốn học hỏi để gia tăng năng lực của bản thân. Đây là việc vô cùng nguy hiểm. Khi một người mưu cầu khống chế những việc vượt quá khả năng của mình thì mỗi một hành vi và chỉ lệnh của người ấy đều là sai lầm, lệnh lạc. Những sai lầm, lệch lạc này tích lũy đến một mức độ đủ lớn thì nhất định sẽ gây ra tai họa cho chính bản thân người ấy. Một người chỉ có thể tận hưởng những thứ phù hợp với bản thân mình và cách tốt nhất để có được thứ gì đó là phải tự bỏ công bỏ sức, tự mình cố gắng và trả giá. Nếu không, hết thảy đều là vọng tưởng, là gieo mầm tai họa. Một người phải có sự hiểu biết về bản thân mình, không cần quá tính toán và lo lắng, chỉ cần làm tốt những việc bản thân nên làm thì tự nhiên sẽ tránh được tai ương, có được hồi báo tương xứng. Vị trí cuối cùng, xin chúc mừng tuổi Tỵ, ngày 30 Tết trúng số độc đắc, một bước đổi đời, giàu có vang danh. Trong cuộc sống, ta thường thấy có rất nhiều kẻ huênh hoang khoác lác, chỉ vừa mới đạt được thành công đã muốn khoe cho tất cả mọi người cùng biết. Thế nhưng bên cạnh những kẻ đó, ta lại thấy những người rất khiêm tốn, luôn thầm lặng làm việc và cống hiến. Đa số người tuổi Tỵ đều rất tài hoa. Họ có trí tuệ hơn người, lại có thêm mắt quan sát tinh tế, thế nên họ thường đạt được những vị trí rất cao. Ngay từ khi còn nhỏ, họ đã là những học sinh chăm ngoan, học giỏi, được thầy cô và cha mẹ yêu mến. Ngoài ra, con giáp này còn là một người rất khiêm tốn. Cho dù thành tích mà họ đạt được có đáng ngưỡng mộ đến thế nào thì họ cũng không bao giờ huênh hoang, coi thường người khác. Thực ra trong con người họ lúc nào cũng luôn cất giấu một nguồn năng lượng tích cực, họ không ngừng rèn giũa bản thân và không ngại ngần nắm bắt cơ hội. Họ dễ trở thành con giáp giàu có sau một đêm là nhờ có tầm nhìn xa trông rộng giúp họ nhận biết cơ hội đáng quý, cần phải nắm chắc ngay. Vì thế, người làm kinh doanh sẽ luôn chọn được đúng thời điểm đầu tư. Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ đa phần đều khôn khéo, biết đối nhân xử thế, giữ được mối quan hệ tốt với mọi người. Con giáp này sống chân thành, cởi mở, thẳng thắn và có trách nhiệm. Tuy vậy, thời gian gần đây, tài vận của người tuổi Tỵ không được tốt. Họ cố gắng cũng không được ghi nhận. Kết quả công việc không được như kỳ vọng. Đúng vào đêm 30 Tết Quý Mão, người tuổi Tỵ có tài lộc dồi dào. Công việc của họ có nhiều khởi sắc. Người làm công ăn lương có quý nhân phù trợ, nhận thêm cơ hội thể hiện tài năng. Trong khi đó, người đang chưa có công việc cũng tìm được việc làm phù hợp với bản thân. Con giáp này kinh doanh ăn nên làm ra, tiền bạc cứ thế đổ ào ào vào túi. Người tuổi Tỵ được dự đoán sẽ là một trong những con giáp kinh doanh bùng nổ cuối tháng Chạp này. Với khả năng phán đoán và nhãn quan tinh tường của mình, con giáp này thể hiện được tầm nhìn xa trông rộng khi đưa ra những quyết định khôn ngoan cho việc kinh doanh buôn bán trong thời điểm cận Tết này của mình. Nhờ đó, sắp tới sẽ là giai đoạn quan trọng để con giáp này tăng thêm thu nhập, gia tăng các khoản tích lũy tài sản và phát triển sự nghiệp. Nếu có thể duy trì được phong độ này, mùa xuân 2024, bản mệnh có thể đạt được sự tăng trưởng ổn định. Người tuổi Tỵ rất giỏi khám phá và tận dụng các cơ hội đầu tư. Điều bạn luôn hướng tới là sự lâu dài và tính an toàn, nên một khi đã tìm được hướng đi đúng thì lãi mẹ lãi con thi nhau đổ về. Tiền của càng về cuối năm Quý Mão lại càng rủng rỉnh, chẳng còn chút căng thẳng nào. Trong thời gian tới, số tiền phải chi tiêu có thể sẽ lớn hơn so với bình thường nhưng bản mệnh cũng không phải lo lắng quá nhiều. Chính ấn xuất hiện, người tuổi Tỵ vẫn thể hiện tinh thần trách nhiệm và hết mình với công việc. Vui đón Tết nhưng bạn cũng không quên sắp xếp thời gian hợp lý để quan tâm tới công việc, đảm bảo mọi thứ vẫn đang hoạt động ổn định. Điều này khiến bản mệnh được cấp trên đánh giá cao và ghi nhận đóng góp của bạn. Với nỗ lực đã bỏ ra, những chú rắn còn có thể yên tâm khi tài chính của mình đang rất vững mạnh. Cả người làm công ăn lương lẫn người kinh doanh đều có tài lộc dồi dào, tạm buông nỗi lo tiền bạc. Đây là thông tin vô cùng đáng mừng, báo hiệu Tết này bạn không còn gánh nặng tài chính nữa. Ngũ hành mộc sinh hỏa cũng kéo vận trình tình cảm đi lên nhờ bản mệnh biết dành thời gian cho đối phương, vun vén cho hạnh phúc bé nhỏ của mình. Không khí Tết lan tràn giúp gắn kết mọi người. Các thành viên xích lại gần nhau hơn, những khúc mắc trước đó cũng được hóa giải nhanh chóng. Cầu quyết cho các tuổi Tỵ đúng 30 Tết. Tử vi tuổi Ất Tỵ, hỏa, thể hiện tinh thần trách nhiệm và hết mình với công việc.
Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ được cấp trên đánh giá cao và ghi nhận đóng góp. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, tài chính vững mạnh nhờ những nỗ lực đã bỏ ra. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, tài lộc dồi dào, Tết này không còn gánh nặng tài chính. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, vận trình tình cảm đi lên, biết vun vén cho hạnh phúc. Các chỉ số trong ngày: sự nghiệp 5 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Giờ tốt từ 17 đến 19 giờ. Màu sắc các tường: đỏ, hồng. Quý nhân phù trợ: ngọ, mùi. Con số may mắn: 00, 87, 95. Thưa quý vị, cổ nhân dạy: họa phúc vô môn, duy nhân sở triệu. Chỉ cần kiên trì bốn chuyện này, vận may tự nhiên tìm đến. Là con người sống ở đời, ai cũng có lúc nhận ân huệ từ người khác. Chúng ta biết ơn cha mẹ nuôi dưỡng, cảm ơn bạn bè cùng ta trưởng thành, cảm ơn thầy cô cho ta tri thức, và thậm chí biết ơn những người lạ đã giúp ta khi khó khăn. 1. Kiên trì lương thiện. Ông trời luôn luôn thiên vị cho những người sống lương thiện, những người biết hiếu thuận với cha mẹ, thấy người khó khăn là giúp đỡ. Bởi chính những điều đó giúp cho một người tích lũy được nhiều phúc khí cho bản thân và gặp nhiều may mắn. Lương thiện chính là thứ phân bón nuôi dưỡng sự may mắn tốt nhất. Khi con người dùng sự lương thiện đối đãi với người khác thì người khác cũng sẽ đối tốt với mình. 2. Luôn mang tấm lòng biết ơn sâu sắc. Là con người sống ở đời, ai cũng có lúc nhận ân huệ từ người khác. Chúng ta biết ơn cha mẹ nuôi dưỡng, cảm ơn bạn bè cùng ta trưởng thành, cảm ơn thầy cô cho ta tri thức, và thậm chí biết ơn những người lạ đã giúp ta khi khó khăn. Những kẻ chỉ biết ăn cháo đá bát thì lúc nào bị người đời xa lánh, ghét bỏ và xua đuổi. Người có trái tim ấm áp, giàu lòng bao dung vị tha chắc chắn sẽ có may mắn đến với họ. 3. Giữ cho mình một tâm thái tích cực, lạc quan. Phật dạy, mọi vạn vật trên đời đều có thể cảm nhận được thông qua tâm niệm của một con người. Cũng chính điều đó mà cho ta thấy, tâm thái của một người sẽ quyết định hậu vận của chính bản thân mình là sướng hay khổ, nghèo hay giàu. Người luôn có suy nghĩ lạc quan thì chắc chắn sẽ luôn dũng cảm bước về phía trước. Kể cả có đang ở trong khó khăn hoạn nạn cũng tự biết nhìn ra ánh sáng cuối đường hầm. Tâm thái tốt thì vận may mới đến nhiều hơn. 4. Kiên trì tập luyện thể dục, thể thao. Con người ta có sức khỏe mới có tất cả. Đừng bao giờ liều mạng làm việc chỉ để xây cho mình ngôi mộ đẹp. Còn trẻ cũng đừng thức khuya, ăn uống không kiểm soát mà hại đến thân mình. Tới lúc bệnh tật nằm một chỗ thì nhiều tiền cũng vô ích. Cơ thể con người sinh ra là để hoạt động, có hoạt động mới giải hết khí độc, huyết mạch lưu thông, không phát bệnh được. Hãy biết bảo vệ cơ thể, có như vậy mới thực sự hưởng thụ cuộc đời tươi đẹp này. Vừa rồi là luận giải chi tiết tử vi của top 4 con giáp may mắn nhất, đúng 30 Tết âm lịch. Hy vọng quý vị anh chị sẽ có những cái nhìn tổng quan và chính xác cho vận trình tương lai của mình trong năm Giáp Thìn 2024 tới đây, và lên kế hoạch cho bản thân mình phấn đấu mỗi ngày quý vị nhé. Chúc quý vị thành công trên con đường mình lựa chọn. Quý vị anh chị nếu có băn khoăn thắc mắc, đừng quên gửi tới Tài Lộc TV bằng cách comment phía dưới phần bình luận để nhận được sự tư vấn hỗ trợ của ban biên tập chương trình nhé. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt, hữu duyên ta sẽ có gặp lại.